Chú ý là mạch chỉ có R thì U cùng pha Đây, Như vậy là U bằng U0 Cốt omega T Thì Y sẽ bằng U tức thời chia cho R U, U tức thời chia R chính là bằng U0 chia R Cốt omega T Như vậy biên độ của dòng điện đó chính là U0 chia cho R U0 chia R Ta chọn phần A